Xin chào cô chú anh chị tất cả các bạn nha. Bữa nay khuya các bạn ơi, giờ này chắc là tầm có 7 giờ á. Em lôi dàn máy ra em test cái vô tiếng đi thẳng vô cái mixer nha, không qua cái laptop nữa nha. Thử ra làm sao, không biết test được không nữa. Là cái đầu 3.5 nha mọi người. Em ghim thẳng vô cái vô tiếng luôn nha, không qua laptop nha. Mà để em ghim rồi đi rồi em ha quay tiếp cho mọi người xem đó nha. Em ghim vô lỗ này nè mọi người. Con lỗ một mà nó chờ để chữ là auto cái gì ai biết đâu à? Không biết rồi. Gửi ra cho mọi người đó, cái lỗ này nè mọi người, dùng cái cổng 3.5 vô này là em mới làm lần đầu nha, không biết nó kết quả làm sao nữa. Rồi kết nối được rồi mọi người, nãy giờ mò mò một chút xíu mới kết nối được, lâu quá không có xài smart tv mọi người, bởi vậy nên mò lâu lắm, mất tầm 5 phút. Để mở thử bài thử nghe mọi người. Hình như có nhạc đó mọi người. Đẩy lớn lên tí rồi. Có nhạc mọi người ơi. Vậy là ngon rồi. Mai mốt khỏi xài laptop nữa, chỉ đem vô tiếng theo là hát thôi, bắt gì vừa thôi nghe mọi người. Cũng khuya rồi nghe mọi người, 7 giờ mấy rồi. Sương răng kính mờ nhạt nhòa ước mơ.
sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời. Đâu đường chia phôi, anh không nói gì nên phong kính lời. Nghe tình lứa đôi, nếu anh có về thì chỉ xin em cúi mặt dầu lệ mừng nghe yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi